Thưa quý vị, trước việc mới đây xảy ra nhiều trường hợp phụ huynh học sinh bị lừa đảo sau khi nhận điện thoại từ những số máy lạ báo là có con em bị ngã chấn thương đang nằm bệnh viện, đề nghị chuyển một số tiền để cấp cứu. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu rà soát chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh sinh viên. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra, rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Cơ sở giáo dục phải công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo sự kết nối, liên lạc thông tin. Ngoài ra, nhà trường phải có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh, sinh viên, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát thông tin, tránh trường hợp thông tin sai sự thật. Bên cạnh việc tuyên truyền, đảm bảo liên lạc giữa gia đình và nhà trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các gia đình nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền để cấp cứu cho con em mình. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng, người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Công dân cũng có thể liên hệ trực ban Công an Thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 069 3187 344, trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 069 3187 200 để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra xử lý. Ngày 8 tháng 3 tại Hà Nội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức họp công bố về Bộ Tiêu chí mới và quy trình đánh giá nhận dạng sản phẩm OCOP theo quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này sẽ thay thế quyết định số 1048 ban hành năm 2019. Theo đó, Bộ Tiêu chí OCOP giai đoạn 2021-2025 vừa được ban hành sẽ điều chỉnh bổ sung những yêu cầu nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển chương trình OCOP ở các địa phương. Đồng thời bổ sung một số tiêu chí mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang phát triển đa ngành, hình thành sản phẩm tích hợp đa giá trị. Bộ tiêu chí mới sẽ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đánh giá và công nhận sản phẩm đạt 4 sao, Trung ương đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Tính đến hết tháng 2 năm 2023, lĩnh vực hàng không dẫn đầu về sản lượng vận tải hàng hóa với tỷ lệ tăng trưởng 50%. Theo thống kê từ Bộ Giao thông Vận tải, trong tháng 2 năm 2023, vận tải hàng hóa ước đạt gần 191 triệu tấn, tăng 27,8%. Trong đó, hàng không dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng với mức tăng 50%, đường bộ tăng 24,6%, đường thủy tăng hơn 43%, đường biển tăng 17,6%, riêng vận tải hàng hóa đường sắt giảm 7,5%.